các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Trào lưu dùng viên tăng đề kháng. Trên mạng xã hội hiện tràn lan các quảng cáo về viên uống tăng đề kháng cho trẻ em. Nhiều phụ huynh tin rằng sau khi sử dụng, các con mình sẽ tự miễn dịch với tác nhân gây bệnh, lướt qua bệnh tật nhẹ nhàng mà không cần thường xuyên đi khám, uống thuốc nữa. Có phụ huynh cuồng viên uống tăng đề kháng tới mức cho rằng con trai 4 tuổi của mình không cần chích vaccine ngừa bệnh nữa. Chỉ theo trường phái thuận tự nhiên và giải thích rằng từ xưa tới nay, cơ thể con người sẽ tự tìm ra cách để thích ứng với dịch bệnh. Bác sĩ Trịnh Đàn Nhã Khanh, Hội Nhi khoa Việt Nam khẳng định không có loại viên uống nào giúp trẻ tăng đề kháng. Đề kháng của trẻ chỉ được củng cố dần qua việc chăm sóc hàng ngày như vệ sinh sạch sẽ, dinh dưỡng hợp lý, chủng ngừa đầy đủ. Từ khi chào đời đến 6 tháng tuổi, trẻ được bảo vệ bởi kháng thể mẹ truyền qua con và kháng thể từ sữa mẹ. Tuy nhiên, sau 6 tháng tuổi, kháng thể từ mẹ qua con giảm dần. Lúc này, bé phải dựa trên đề kháng hay hệ miễn dịch của chính bản thân để chống lại bệnh tật. Điều cần lưu ý là trong 3 năm đầu đời, thậm chí cho tới khi trẻ 6 tuổi, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, còn gọi là giai đoạn lỗ hổng miễn dịch. Ở khoảng thời gian này, trẻ thường xuyên mắc các bệnh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa hay bệnh da, niêm mạc gây ra những triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, tay chân miệng, viêm da, v.v. Vì thế, phụ huynh cần nắm và tuân thủ 7 bước bảo vệ sức khỏe trẻ để đảm bảo cho con một hệ miễn dịch vững vàng, giúp bé giảm tần suất mắc bệnh. Thứ nhất, cần cho bé bú sữa mẹ lâu nhất có thể. Thứ hai, cần bổ sung dinh dưỡng hợp lý, đa dạng, phong phú cho trẻ. Thực đơn của trẻ cần đầy đủ thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh, trái cây, các loại hạt, hải sản, v.v. Thứ ba, cần chọn sữa và liều lượng sữa phù hợp với trẻ. Chẳng hạn trẻ trên 1 tuổi uống không quá 500ml sữa tươi mỗi ngày. Thứ tư, cần đảm bảo bộ ba giải pháp vàng miễn dịch cho bé là vitamin A, vitamin D và vitamin C. Vitamin A nằm trong chương trình quốc gia tại các trạm y tế phường xã dành cho trẻ trên 6 tháng tuổi. Vitamin D bổ sung hàng ngày từ lúc trẻ mới sinh thông qua các loại siro hay thuốc nhỏ giọt. Liều vitamin D ở trẻ nhỏ được quy định rất cụ thể. Tiếp theo là vitamin C, dễ dàng bổ sung qua chế độ ăn của trẻ từ các loại rau xanh hay trái cây giàu C như ổi, cam, chanh. Thứ năm, cần vệ sinh nhà cửa, môi trường sống và giữ gìn cho cơ thể trẻ sạch sẽ, đảm bảo trẻ được sống trong môi trường trong lành, không khói thuốc lá. Thứ sáu, cần chủng ngừa đầy đủ các mũi cơ bản cho trẻ. Đây là bước vô cùng quan trọng. Từ sau khi trẻ tròn 1 tuổi, cần chủng ngừa cúm mùa mỗi năm một lần cho trẻ và cho cả gia đình. Trẻ sinh ra trong gia đình có đề kháng kém, dễ mắc bệnh, cảm cúm, hen phế quản, nên được bác sĩ tư vấn thêm về chăm sóc và chủng ngừa cho phù hợp với thể trạng và tình trạng bệnh lý. Thứ bảy, trẻ cần tích cực vận động 30 phút mỗi ngày, tốt nhất là tập các bài vận động ngoài trời. Cha mẹ nên cho trẻ tiếp xúc nhiều với thiên nhiên. Trẻ có sức đề kháng tốt không có nghĩa là bách bệnh bất xâm mà vẫn có thể mắc bệnh. Sức đề kháng tốt chỉ hỗ trợ trẻ mau hồi phục và ít nguy cơ trở nặng. Do đó, khi thấy trẻ có triệu chứng sốt cao, khó hạ, ho kéo dài, khò khè, khó thở, phụ huynh cần đưa con đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Trẻ mắc bệnh càng lâu, được xử trí càng muộn thì càng dễ bị biến chứng, thậm chí trở nặng, đe dọa đến tính mạng.